Chào anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Thái Lớn Toyota. Hôm nay Thái Lớn tiếp tục hoàn thiện cái chuỗi clip hướng dẫn sử dụng xe Toyota Vios, cái form mẫu từ 2018 đến 2022. Trong clip này Thái Lớn gửi đến anh chị những điều rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó đặc biệt, điểm ăn tiền của clip này là Thái Lớn tập hợp lại tất cả những cái thắc mắc của những khách hàng đi trước, rất căn bản nhưng mà có nhiều người không hiểu, mang đến sự lo lắng rồi sử dụng sai, để đem ra giải thích và chia sẻ lại cho những người đi sau. Ví dụ như là cái chuyện nút khóa trẻ em trên hai cánh cửa sau, ví dụ như là khi mình chạy ban đêm thì Vios không có trang bị kính chiếu hậu chống chói tự động, mình bị chói thì phải làm sao, hay là như khi chạy xe trời mưa gạt nước trong trường hợp mưa bay bay thì nó còn một tính năng để xử lý tình huống đó, xử lý như thế nào cho đúng, hay như sự khác nhau giữa việc sử dụng chìa khóa thông minh và chìa khóa thường để ra vào xe, và liên quan tới hệ thống báo động chống trộm làm cách nào. Và để minh họa hướng dẫn cho tất cả đối tượng khách hàng từ Vios E số sàn, E tự động cho đến Vios G số tự động, Thái Lớn chuẩn bị sẵn 3 chiếc xe luôn để vừa làm vừa so sánh cho các bạn xem. Và còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu. Ai mới lần đầu sử dụng Vios xem cho kỹ nha, rất dễ hiểu. Đầu tiên là những chuyện liên quan đến cái chiếc chìa khóa, các cửa, capo, nắp xăng và những câu hỏi các bạn thường hay hỏi. Cái này quá đơn giản rồi, Thái Lớn không có gì phải nói hết, chỉ lưu ý các bạn là bản E số tự động, bản E số sàn là xài chìa khóa cơ, còn này bản G là xài chìa khóa thông minh. Việc ra vào xe, khóa mở thấy không cần nói, chỉ có cái là có cái nút mở cốp, cái này bạn phải nhấn và giữ luôn. Rồi. Với Vios G chìa khóa thông minh thì việc ra vào xe của các bạn đơn giản hơn, chỉ cần có chìa khóa trong người là bạn có thể mở cửa hoặc khóa cửa. Ngoài ra bạn có vẫn có thể khóa bằng cách là đút vô khóa vậy, chìa cơ dặn tới đằng trước là khóa, dặn đây là mở, ok. Để tránh bị báo động chống trộm thì bạn khóa bằng cơ thì bạn mở bằng cơ, còn bạn khóa bằng remote, thì bạn phải mở bằng remote. Cả ba dòng Vios hiện nay đều có tính năng báo động chống trộm, vì vậy bất chợt lúc rõ bạn thấy trên đồng hồ túp lô có một cái đèn màu đỏ hình hai câu khóa khóa với nhau, chớp chớp, đó là bình thường, không có gì bạn phải lo lắng hết. Tính năng báo động chống trộm đã được kích hoạt. Mở cửa được rồi, còn mở capo nắp xăng ở chỗ nào? Đây, mở nắp xăng. Nè, capo sau có thêm cách mở bằng cơ, và capo trước. Liên quan tới đóng mở cửa các kiểu, các loại luôn, thì các bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản đúng không? Các bạn còn thắc mắc gì không? Hỏi đi, để Thái Lớn chuyển qua phần khác. Và bây giờ tới chỉnh tư thế lái, chúng ta có thể chỉnh được những chỗ nào? Đầu tiên là chỉnh được khu vực này, cái ghế vô lăng, có cái khẩy đây nhả xuống, bạn có thể chỉnh được cao thấp, cái này nó không có ra vô, hai chiều thôi, khóa lại. Và chỉnh gương, chỉnh gương chiếu hậu và gương chiếu hậu giữa. Thiếu chân, thiếu tay, gương sai hết như vậy, sao lái? Chỉnh ghế trước, rồi các bạn. Độ cao vừa phải rồi. Này, tay này gần quá thì bạn chỉnh cái lưng ghế này xíu. Đó, chỉnh cái vai, thấy không ạ? Nè, cái vai nè. Đó, chỉnh nhẹ xíu. Cái tay vừa vặn. Cái mông mình độ cao vừa vặn. Ok. Vô lăng thì ok. Còn lại hai cái gương, gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu trong này các bạn chỉnh theo ý của các bạn.
theo cái tầm vóc của các bạn. Và nhớ có một cái ít có ai nói cho các bạn nghe. Đây, cái lẫy này để làm gì? Bật thử cái coi. Bật lại cái coi, y chang vị trí cũ. Bật thử cái coi, bật lại cái coi, y chang vị trí cũ. Cái lẫy này để dành khi bạn chạy ban đêm, bạn bị chói do đèn pha phía sau pha lên, thì bạn lẫy một cái và hết chói rồi, bạn lẫy lại, chắc chắn cái gương chiếu hậu nó về đúng vị trí cũ cho bạn, gọi là chống chói cơ. Các bạn thấy hay lớn không? Quay phim mà vẫn có thể tương tác với các bạn qua cái gương chiếu hậu. Hay lớn làm cái góc quay này, ý hay lớn muốn nói là cái tầm quan trọng của gương chiếu hậu nó như thế nào, nó có cái tầm quan trọng của nó. Tại sao đến thời điểm này người ta có camera lùi rồi mà ta không bỏ mấy cái gương chiếu hậu này đi, đúng không? Công nghệ hiện đại quá trời luôn, và những xe có camera 360 nữa. Ý hay lớn muốn động viên các bạn tài mới, hãy tập làm quen xe, hãy tập nhìn gương chiếu hậu, đừng quá phụ thuộc vào thiết bị công nghệ. Nó cần đó, nhưng mà nó không phải là tất cả. Các bạn không tin, các bạn hỏi mấy tài cũ khác đi. Và còn lại là chỉnh, đây là cái nút chỉnh hai cái gương chiếu hậu. Muốn chỉnh bên trái thì dặn qua bên trái, xong rồi sau đó chỉnh tới, chỉnh lui, đó là lật ha. Rồi qua trái, qua phải, nó gật gù được như vậy. Rồi bạn sẽ tự biết cách và chỉnh được cái vị trí đẹp cho mình. Còn ngược lại bên phải thì bạn nhận qua bên phải thôi. Còn gặp gương thì đơn giản này, hai lớn không nói các bạn cũng có thể biết. Trên Vios G với lại Vios E số sàn cũng giống y chang vậy nha các bạn. Và nó cũng không có tự động gặp mở theo chìa khóa. Tất cả các xe đều có cái nút ổ khóa khóa và ổ khóa mở. Đây là nút khóa mở trung tâm, ngồi đây bạn có thể khóa mở tất cả các cửa. Cái hay muốn nói là cái khóa kính này, những tài mới nhiều khi không biết để làm gì. Khi mình chở trẻ em thì mình nhấn xuống, tất cả các kính không có lên xuống kính được. Từ cửa tài thì các bạn cũng không lên được luôn. Chỉ có mỗi cửa tài là các bạn hoạt động được thôi. Đó là khóa trẻ em đối với cái lên xuống kính. Còn một cái nữa đó là nút khóa trẻ em ở đây. Nhìn ký hiệu là biết rồi, gạt xuống là bạn không thể nào mở cửa từ bên trong. Cần có một cái lưu ý ở đây, khách hàng hay bị là vô tình đi ra đi vô quẹt nó xuống, hoặc là ai đó rửa xe lau chùi thì bạn ngồi bên trong bạn mở cửa không được. Nhớ nhờ người khác mở rồi bước ra, gạt nó lên lại là xe bạn xài cách bình thường, không có hư gì hết, không có hư gì hết. Có một cái mẹo nữa dành cho những người ngồi trên xe mà không lái xe, hơi bị phụ thuộc một chút. Khi mà dừng xe rồi mình muốn xuống nhưng phải chờ cái anh tài xế, chờ ông xã mình, ông sàn tới sàn lui cho đã hồi, xong ông nhấn cái nút mở trung tâm đó thì cái cửa này mở mình mới bước xuống được. Không cần thiết nha các bạn, chỉ cần bạn nhìn thấy an toàn bạn có thể chủ động bước xuống trước bằng cách dễ thôi nè. Và các bạn nhớ hắt đai an toàn nhé. Xe này nó cũng khá là tinh tế, có nút chỉnh độ cao thấp đai an toàn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thao tác cái tay của mình nè. Đây. Để làm chi? Cho những người cao, người thấp khác nhau. Hoặc là như bên cái ghế phụ này, con mình nó nhỏ nó ngồi thì mình phải hạ xuống, chứ không cái dây này nó cứa cổ bé, tội nghiệp. Mở đèn và gạt mưa của xe Vios hai phiên bản G và E số tự động giống nhau. Tiếp tục, đây là phần gạt mưa. Thì gạt mưa này các bạn sao? Bạn có thể tác động nó được theo bao nhiêu hướng? Vừa có lên xuống, vừa có kéo vô giống như đá pha, mà cũng vừa có vặn, nhưng mà nó chỉ có vặn cái này thôi. Đây, đá lên một cái nè, là nó gạt đúng một cái nó nghỉ. Rồi, con này giống như vô số vậy ạ, số 1. Số 1 này là lâu lâu nó gạt cái. Rồi cái này số 2 thì nó gạt liên tục mà chậm. Còn này số 3 là gạt cao nhất. Có một số trường hợp các bạn lộng cộng thì bạn không biết làm sao tắt nó hết, nó thấy gạt hoài. Thì bạn cứ đưa hết tầm lên, bạn thả ra, nó rớt xuống đây là vị trí 0. Rồi, nhấn mạnh thêm ở vị trí số 1 là đó, cái này ít người xài mà hay lớn xài rất nhiều nha các bạn. Đây, kết hợp ở vị trí số 1, bạn kết hợp với cái vòng này. Đây là chế độ định thời. Định thời nghĩa là gì? Khi mà trời mưa rí rí á, mà nó có nhiều loại rí rí, các bạn thấy không? Bạn đưa lên hết thì nó sẽ giữa hai lần gạt nó nhanh hơn, nãy giờ bạn thấy đó. Còn bạn đưa xuống hết thì giữa hai lần gạt nó rất là lâu. Thì nó, này giống mưa bye bye rồi. Bạn vận dụng số 1 kết hợp với lại cái
tinh chỉnh cái định cái mức định thời của nó, tần suất của nó nhanh hay chậm, để khi mà chạy trời mưa nhỏ bạn cảm thấy thoải mái và đỡ mất công cứ lâu lâu phải gạt cái. Còn nếu mà bạn muốn cái gạt mưa của bạn gạt nó nhẹ nhàng, nó mượt hơn nữa, hoặc là mưa nhỏ mà không cần phải gạt, nước nó tự co lại, nó tự tuột á, thì nó có hai cái giải pháp. Một là khi bạn mua xe mới, làm luôn cái phủ nano kính, giá của nó 7-8 triệu gì đó, Thái Lớn không nhớ. Hai là bạn có thể mua cái dung dịch này về. Đây, Thái Lớn giới thiệu bạn cái dung dịch này, bạn có thể tự lau. Mỗi lần mình rửa xe sạch, vệ sinh kính sạch khô, thì ở đây người ta cho sẵn mình cái khăn, có sẵn cái bao tay luôn nữa, có sẵn bao tay luôn. Có cái chai này nè, 3M Glad Coat Windshield, đây. Thì cái này nó cũng dễ xài, các bạn có thể tự làm được. Sau khi rửa xe xong, lau khô xe thì có cái khăn sẵn cho các bạn, bạn nhúng lên, bạn lau. Cái này Thái Lớn có làm clip rồi đó, bạn lau. Thì mưa nó chống bám mưa khá là tốt, nó tạo hiệu ứng lá sen, và một lần bạn phủ như vậy thì bạn có thể xài được cả tháng. Chai này nó tầm khoảng 400 ngàn, bạn xài chắc 1 năm chưa hết. Và bạn có thể phủ cho tất cả các kính còn lại cũng như kính chiếu hậu. Còn cái phần chạy xe mà kính lái bị mù do máy lạnh thì các bạn có thể xem sau. Hoặc là Thái Lớn đã làm 1-2 clip trên xe Vios cũng như các dòng xe khác. Bạn hãy search theo từ khóa là chạy xe bị mù kính phải làm sao, hay là hướng dẫn sử dụng máy lạnh xe Vios. Clip tới đây cũng dài, các bạn đăng ký kênh và đón xem các clip sau, hoặc thì vô danh sách phát Toyota Vios. Các bạn thấy hay và dễ hiểu không? Cho Thái Lớn ý kiến để Thái Lớn cải thiện ở các clip sau. Quan điểm của Thái Lớn là cố gắng làm đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu cho tất cả những người mới lần đầu sở hữu xe ô tô, đặc biệt là xe Vios. Nếu như bạn cảm thấy hay, Thái Lớn chúc mừng, bởi vì Thái Lớn làm mà các bạn thấy được giá trị. Nếu mà cảm thấy nhàm chán, Thái Lớn cũng chúc mừng, bởi vì bạn là người đã có level, bạn là người đã có kinh nghiệm sử dụng xe rồi, không sao cả. Bởi vì Thái Lớn là người làm clip để bán hàng, và Thái Lớn và nhóm Thái Lớn muốn chăm sóc khách hàng của mình từ những cái chi tiết căn bản, sơ đẳng, nhỏ nhặt nhất. Thái Lớn không những bán xe mới mà còn bán xe cũ. Bên cạnh đó, Thái Lớn cũng rất thiện chí thu xe cũ tất cả các hãng. Nếu như bạn nào có, không nhất thiết mua xe mà giới thiệu Thái Lớn thu xe cũ, Thái Lớn cũng vui. Và cuối cùng, mua hay bán gì, các bạn chỉ cần gọi Thái Lớn là được. Thái Lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.